Kể từ năm 2016, Haas đã trở thành đối tác chiến lược cùng với Ferrari. Đội đua nước Ý không chỉ cung cấp bộ động cơ hay hộp số, mà còn cả hệ thống treo và nhiều bộ phận khác mà FIA đồng ý cho các đội chia sẻ. Những bộ phận này đã đem lại vị trí pole và thậm chí là cả chiến thắng chặng cho Ferrari. Nhưng đối với Haas, họ lại chật vật ở dưới đáy bảng xếp hạng. Ferrari và chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Chúng tôi sử dụng rất nhiều bộ phận của họ. Nó hoạt động rất tốt, nhưng tôi rất xấu hổ vì không thể làm gì hơn được với chúng. Nhưng khi bạn ở đường đua và là trò đùa mỗi cuối tuần, tôi sẽ lập tức ngừng nó lại. Trong vài năm trở lại đây, Haas cũng đã mạnh dạn thử nghiệm với những tay đua mới. Tuy nhiên, họ không cải thiện được thành tích của đội mà trái lại đã gây tổn thất nhiều nguồn lực của Haas do sự thiếu kinh nghiệm. Điều đó dẫn đến sự xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo với sự thay đổi chiếc ghế của lãnh đội. 8 năm trước chúng tôi ở đây, 160 cuộc đua mà không có nổi một podium. Vài năm gần đây chúng tôi chỉ đứng thứ 9 với 10. Tôi không đổ lỗi cho Gunther, nhưng có lẽ đây là lúc thích hợp để thay đổi và có hướng đi mới. Rất nhiều người hỏi tôi anh ấy đã làm gì sai. Suy cho cùng, kết quả mới là thứ quan trọng nhất. Tôi không muốn ở vị trí thứ 10 nữa. Sự thay đổi chiếc ghế lãnh đội này của Haas hy vọng sẽ mở ra một trang mới cho đội đua nước Mỹ, đặc biệt khi người lãnh đạo đội mới là Ayao Komatsu, người đã đồng hành với Haas từ những ngày đầu tiên và đi từ công việc thợ máy trở thành một lãnh đạo của ngày hôm nay.